Bình nước nóng Feroli Rita là sản phẩm đang được nhiều gia đình lựa chọn. Feroli Rita có thiết kế nhỏ gọn với chiều cao 17,5cm, rộng 28cm, dài khoảng 11cm và trọng lượng chỉ 1,2kg nên rất thuận tiện cho việc di chuyển, lắp đặt. Đây là máy nước nóng trực tiếp không chỉ phù hợp để trang bị cho nhà tắm mà còn có thể lắp đặt tại bồn rửa chén, giúp xua tan nỗi lo về cảm giác lạnh giá mỗi khi người nội trợ thực hiện các công việc trong nhà bếp. Sản phẩm có công suất 4.500W, thanh đốt bằng đồng nguyên chất, làm nóng siêu tốc nên nước nóng sẽ được cung cấp ngay khi mở vòi. Đặc biệt, quý khán giả cũng có thể điều chỉnh 3 công suất của thiết bị sao cho phù hợp với thời tiết từng mùa nhằm tiết kiệm điện năng. Bình nước nóng Rita còn có khả năng tự ngắt nếu xảy ra tình trạng rò rỉ điện hoặc khi nhiệt độ vượt quá 55 độ C, giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Van an toàn xả áp phía sau bình có chức năng giúp duy trì áp suất ổn định, tránh tình trạng cháy nổ. Lớp vỏ của sản phẩm cũng được làm từ chất liệu có khả năng chống nước và chống bụi cao. Bình nước nóng Feroli Rita được trang bị hệ thống bảo vệ đa cấp an toàn theo tiêu chuẩn châu Âu với mức giá hơn 1 triệu đồng. Sản phẩm đang được nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng cho gia đình. Khi mua Feroli Rita TE, quý khán giả sẽ được tặng kèm một vòi sen cao cấp cùng một gói bảo hành 24 tháng. Riêng bình chứa có thời gian bảo hành lên đến 5 năm. Đặc biệt, nhân dịp 15 năm thành lập, Feroli đang thực hiện chương trình ưu đãi, tặng thêm 15 tháng khi đăng ký bảo hành online. Quý khán giả mua gì ở đâu có thể liên hệ để được tư vấn hoặc tìm mua sản phẩm tại các cửa hàng, đại lý thiết bị vệ sinh và siêu thị điện máy trên toàn quốc.